nó khô của nó bự vậy nè, nó nở lên là có thể như cầu đũa luôn á, như cọng đũa á, cái cây đũa không họ như cây đũa vậy đó. Rồi chào mừng mọi người đến với kênh ẩm thực của Đào Thiện Minh. Hôm nay mình tiếp tục làm video giới thiệu vi cá tiếp nha mọi người. Ở đây là mình giới thiệu vi cá bộ ha. À, mọi người xem ở từ trên cao đây, đây là hàng mà bộ nha, có khách đặt là một bộ bộ vi đuôi, bộ chỉ bán cánh và vi trên, vi lưng á, à, vi lưng trên, à, cái vi lưng nè, vi lưng trên, vi lưng sau, đuôi, à, cái này đuôi nha, kiếm, đuôi kiếm trên nha, à, tiếng Hoa gọi là ngà cảnh nha, à, còn rất là nhiều kiến luôn, thấy không, kiến, chưa hồ hồ hẳn, còn phơi phơi được, à, còn trên này là những cái toàn bộ những cái bộ mà mình giới thiệu cho mọi người hôm nay ha, còn kiến rất là nhiều ha, còn những cái kiến chẹn nè, à, thấy không, ngấu chi, thấy không, rồi chào mừng mọi người đến với kênh ẩm thực của Đào Thiện Minh. Hôm nay mình giới thiệu vi cá bộ cho mọi người, à, vi cá bộ 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 nha, chà bá lửa nha, mình mới xây hàng mỏng mỏng nha, hàng này rất là dày, nó đợt trước nha, rất là dày ha, rất là dày, một bộ của nó có thể cân nặng đâu à, cân mình đâu rồi là cái cân này lên này. À, một bộ này cưng của nó là đâu mọi người xem à. Một cánh này là 600 gram. Một ký hai cái nha. À. Đây, một cánh này 300 gram một cánh này nè, một ký là ba tay. Rồi tới bốn tay, à, còn cái hàng khủng này nè mọi người xem nè, cái cây này nè, cái này mọi người mua trên chợ mà thấy là nó miếng miếng dài dài thiệt dài, mỏng như lá lúa á, mỏng như lá lúa, cái đó chỉ là lớp da của nó thôi nha, lớp da của nó thôi. Còn bây giờ loại này nè, nó gần một ký, một miếng này nửa ký, một ký lô là hai miếng thôi, một ký lô chỉ hai miếng thôi nha, giờ, à, một ký lô chỉ hai miếng thôi. Còn hàng khủng như thế nữa nè mọi người, mình sẽ giới thiệu hàng khủng cho mọi người ha. Đây cái một bộ rất nhiều khách này, khách hàng đặt thì khách hàng đặt thì mình lấy cho mọi người xem ha. Đây một bộ, à, miếng này nè, tại không gần 55 cm với gần 60 cm. Cái dòng này ước là hơn 60 nha, 65 cm. Miếng này nè. Cũng 500 g luôn. À 500 g. 500 g. Miếng cánh. Miếng cánh á thì cái cước của nó sẽ bự hơn, dày hơn. Còn cái đuôi á thì cước nhiều. À hai dòng. Mọi người chơi dòng nào nhớ có dòng đó ha. Như cái AK47 ha, à, thấy không, chà bá lửa thấy không, à, thấy không, chứ là dữ dội ha, hai cây, à, thấy chưa, không, bộ này nè, à, giờ mình lấy xuống rồi mình xem hết rồi đó, còn cái cục này nữa nè, cũng gần 600 gram ha. À, thì cái dòng này thì lấy xương rồi hết rồi, xương sụm là cái loại bịch đây này nè, đó người ta lấy ra rồi thì nó sẽ người ta lấy ra hết, thì chỉ còn lớp da của nó và cái lớp di cước bự nha, cái này cước sẽ rất là bự đó. Mười soi đèn á, mình cái điện thoại mình lấy đèn pin á, mình soi lên như soi ngọc ngọc vậy, soi lên sẽ thấy ha, cước cái bị đứt không mình sao đó, coi như coi ngọc vậy đó. À, đó, cái này mình về nở thì công phu rất là công phu nha, mình nở là tầm phải một tuần lễ, một tuần lễ dòng bự này, còn dòng nhỏ nhỏ trước mình làm mấy cái live stream đầu mình các video đầu á, họ xem nó cước nè, họ cước nè, thấy chưa, nó khô của nó bự vậy nè, nó nở lên là có thể như cầu đũa luôn á, như cọng đũa á, cái đũa không họ như cái đũa vậy đó, thấy chưa.
Còn bây giờ mình lại tiếp tục giới thiệu luôn cái dòng nhỏ ha. Em ơi, xong cái dòng này rồi á thì mọi người lên đi lấy gì cá thì yên tâm nha, mình tự làm tự nở tự bán lên giá rất là tốt ha. Bây giờ cước nè, em hay cước không? Giờ hay giờ rồi, bây giờ mình dẹp cái đống này qua bên này, không bỏ qua bên này, để cái này rồi để dưới hay để đầu dưới đi, quăng đại đó đi. Cái này nhà bà bắt sảy luôn em, cước thì mê rồi, qua luôn. Mình sẽ mời giới thiệu cho mọi người á, hai cái vi cá này khác biệt chỗ nào biết không? Cái này á là cái cánh bơi, ngay cánh bơi, cánh bơi. Ở trên này mình có con cá mập nước ngọt gọi là thành cát tư hãng á, là cá dồ của mình á, cá dồ cờ á, cũng mới thịt cá mập. Còn này cá bơi nè, còn cái đuôi sau của nó, đuôi á thì cái cước nhiều nhất. Nó rất là chặt, cái đuôi của nó nè, cái lực đuôi á, đuôi nè, nó vẫy đi tốc độ của nó. Cá mập nó phải bơi liên tục để mới thở được, chứ đứng yên chỗ như mấy con cá kia nó thở không được nha. Những cái này về mốt mình sẽ treo lên, treo lơ lửng lên sẽ không có bị hư đâu à. Còn cái này là cánh bơi á nó dài và to, thì nếu mà mình hấp lại đung lại nó sẽ to như cây đũa vậy đó. Nó cây cước chà bá lửa như cọng đũa ấy. Dòng này ha, size mà 60 mới được. Còn những cái dòng mà mỏng lét, mọi người đi nước ngoài mà coi mỏng lét nó sẽ không có cước, không có cước, cước là ít, có dài cọng thôi. Nó trùm lên trùm cái này không, còn này ha, xuống dưới luôn. Còn cái phần này mà em về ở đây bỏ nè. Bỏ từ cái phần này cắt ra mình cạo thịt nó ra. Tại thịt có mập nó cứ là khó ăn. Nó nhão, nó khai nữa. Thì bỏ đi, nấu nước để lấy nước dùng thôi ha. Mời xem phân biệt khác nhau nha. Một miếng này nè bự chà bá cũng 5 lạng, 4 lạng mấy, còn cái này nhỏ hơn, cái đặt 5 lạng mấy luôn, đặt cái rồi đặt nha. Giờ trước mình lấy hai cái miếng này nè, cái size á thì size cá thì tùy theo ha, còn cái lớn cái nhỏ là giá trị, con cá sẽ già đi. Cá càng già thì chân nó cũng già, sụn nó cũng già ha. Đặt ra. Giờ hỏi mời xem mà cận cảnh nè. Hai cái một loại cũng một vị trí, nhưng mà cái khác nhau là cái size con cá ha. Nếu mà size con cá size bao nhiêu nó sẽ ra con này bao nhiêu ha, mình không có nói ra ở đây ha. Giờ cầm này khô nè, nó cước nè. Thấy không? Hay giờ cái dòng đuôi nè, mọi người nghe tiếng không? Hồi trước mình cũng quay cái video clip dỗ tiếng này ha. Còn cái này không này cũng dữ lắm nè. Có nhiều người hỏi ủa tại sao cái màu nó ngà ngà, cái màu nó trắng trắng, cái này mới làm luôn nên nó màu rồi, có cũ rồi, càng để lâu nó sẽ càng vàng và ngà đi. Nói vì cái độ dày của nó, nói là mỏng mỏng thì trắng ngoài bìa này nè, không ngoài bìa này nè, người chặn đó, thấy chưa? Rồi đẹp xuống dưới luôn, đẹp xuống dưới luôn nè. Còn những vây này, vây lưng nha, bị lưng đùi dưới rồi ha, có luôn cái bị lưng là trên có, dưới có luôn á nha, thấy chưa? Rồi bó lửa luôn. Ai cần hàng thì cứ gọi cho mình nha. Thấy không? Thấy bài không? Rồi, xuống luôn, bên này xuống luôn. Để xuống bên bên luôn. Xuống luôn. Bây giờ loại này
cái loại này là loại thông dụng nhất nè. Đó. Cái loại này có nhiều gọi là ngấu cái chẹn. Thì nhiều người xài dòng này á, thấy không, hấp ra nó sẽ ra một bánh di cá là một chén súp tầm 2 lạng. Thì đó mình nở ra cho mọi người ha, làm sẵn ha. Thì một miếng á, một miếng tầm 200 gram, miếng bự luôn, một khách ăn đó là VIP á, kiểu dòng dòng kiểu VIP á, là một ký mình nở ra cho mọi người á, là còn một ký là được 5 miếng, 5 tới 7 miếng, size 5 tới 7 miếng ha. Size đó là 3,3 triệu một ký, nở sẵn nha. Còn mọi người muốn cần hàng khô á, cần hàng khô thì 9,5 triệu nha. Hàng khô này 9,5 triệu, 9,5 triệu cho cái hàng khô này. Hai tức mấy lần nha. Bây giờ chín triệu rưỡi, ai cần thì lấy luôn, lấy hàng luôn. Thầy đem bảo ảnh thương đúng không, mập luôn. Rồi đi, có lạc đâu đây miếng này nè, đồ bán nha chết luôn này ha. Đó, dùng đuôi nè, dòng này cũng dữ lắm à, cước rất là nhiều luôn, bao cước luôn. Cái này 10 triệu đuôi nha, đuôi là 10 triệu. Đó, thấy không, tóc xỏa ra, lấy ra bao là cước luôn. Mình chưa phân loại ra, rảnh để phân loại. Mình không có xài cái loại hàng mà mỏng, thiệt mỏng trên thị trường, mọi người xem cái ép, nó ép ra nó kiểu mà da lớp ngoài của nó thôi, cái này lớp ngoài của nó thôi, nó gồm hai lớp, lớp ngoài của nó bên trong là sụn rồi, thấy không, lớp ngoài của nó thì nó làm tiếng ngoài gọi là gì sừng á, cũng là làm cái kiểu đó, là lớp da của nó đó ha mọi người. Thấy không, rồi bây giờ mình sẽ lấy lô đưa này lên. Rồi, đổ ra. Đó. Dòng này là làm loại nhỏ nha, nở ra cho mọi người nó sẽ được 1 ký là 3 triệu, được 10 tới 20 tay. Đó là không có thịt, toàn cước không, còn cước không nha. Đó, hàng này làm rất là kỹ, chỉ làm cho những khách biết sử dụng thôi. Đó, hàng cước không. Giờ cái này rất là khó xử lý. Người làm sẵn về thì chắc chắn thì mình lựa sẵn, mình làm nó đủ mềm. Thì theo thực khách, có thực khách là muốn ăn cứng, có thể muốn ăn sực sực, có muốn ăn mềm. Nhưng mà theo anh em bếp Hoa làm nó là phải mềm, đủ lửa, đủ đồ, nấu nó mới ok. Chứ mà đưa ra mà nó nửa mùa ăn sao được. Rồi, qua tua cái này luôn ha, qua tua cái này luôn. Mình không có coi trực diện cái máy để livestream trả lời tin nhắn cho mọi người. Thì có gì mình sẽ kiểm tra lại, chết lại ha. Loại này hôm nay là thập diện mai phục là di cá không à mọi người, thập diện mai phục cá gọi là ngấu cấm xanh ngấu à, cấm xanh ngấu là cái móc à, kim sơn móc kim sơn à. Dòng này là rất là xài rất là nhiều, dòng này cước rất là mịn, nhuyễn như chỉ, cước nhuyễn chỉ ha. Cái này là cánh dưới đồ á, cái cánh đồ ha. Đó. Thì dòng cá này là do nhỏ thôi, nó cứ như mình rất là thịnh dùng. Nhất tất cả các mọi người xem bán đầu ngư di cá trên mạng là dùng xài loại này. Nhưng mà loại này rất là hút hàng, nhưng mà theo mình kinh nghiệm mình chia sẻ, cước nhỏ chưa đủ giá trị ha. Nhưng mà cũng là ok, cũng cước rồi mới thịt rồi được rồi. Thấy không? Chỉ còn 1 ký thôi. Hàng này chỉ còn 1 ký thôi. Còn nhiêu đây thôi, hết hàng. Còn loại kia, à loại kia là nhiều. Loại này là cước nhuyễn nha mọi người, cước rất là nhuyễn như gọng chỉ vậy á. Còn loại kia, cái loại mà lúc đầu mình cho mọi người xem á là như cây đủ luôn, nó nở ra mà biết nở cho nó ăn đủ nước ha. Còn bây giờ tới là sò điệp. Hôm nay mình nhập được một đống sò điệp này. Giá là 3,6 triệu một ký. Nha, ở đây 100 g, 25 viên ha. 25 viên thì vẫn còn có 2 kg thôi. Còn 2 kg thôi ha. Còn 2 kg thôi, anh đang nhanh tay, còn chậm tay hết nha. Có gì cứ liên hệ với mình nha. Có rất nhiều người hỏi mình
là ai mà bán dưa cá ha. Hôm nay mình sẵn mình giới thiệu luôn là mình là chủ nhiệm câu lạc bộ ẩm thực Hoa Hội Là Bếp chuyên nghiệp Sài Gòn, tên là Đào Thiện Minh, cũng là rất là nhiều năm gắn bó với hội và trong anh em nghề bếp trong khu vực Sài Gòn Chợ Lớn. À anh em á, rất là nhiều người hỏi ủa tại sao tóc mình đen vậy ha, năm nay mình 40 mấy tuổi rồi tóc vẫn đen chưa bạc. À, ăn như thế này, ăn nhiều chút xíu ha. Cái này là với phụ kiện đi kèm để nấu nước dùng nước súp, thì mỗi một vùng miền, mỗi một tỉnh á, anh em nào nấu kiểu nào đó một kiểu khác nhau. À, mình có người cho gà, người cho vịt, người cho vịt quay, muốn cho gì cho, miễn sao mình thích hợp phù hợp thực khách mình ok chịu là mình cứ làm. Còn á nguyên bản nấu đó thì của nấu đi cá nước dùng á, mình có chắc chắn với sò điệp nè ha, sò đi theo cho nó xé sợi, còn để nguyên viên gió cao cấp. Cái quỷ sò điệp này ha, nó nguyên viên giá khác mà giá bể nát ra, giá giảm xuống 40% nha bạn, giảm xuống 40% nha, cần thì cá lo mình đây.